chào mọi người. Hôm nay Jin với lại Hana sẽ chia sẻ cho mọi người một số kinh nghiệm khi mà mình đi thuê nhà nói chung cũng như là thuê nhà ở dự án Eco Green nói riêng. Mọi người theo tụi mình nhé. Dự án hôm nay mình đi xem tên là Eco Green, nằm tại quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bạn đi xem dự án thì mình nên tìm hiểu sơ qua về cái vị trí cũng như là cơ sở hạ tầng xung quanh. Vị trí mình xem thử có kẹt xe hay không, khu vực xung quanh có bị ngập nước hay không. Tụi mình đang ở tầng 3 của dự án Eco Green. Thì trước khi tìm hiểu để thuê một căn hộ nào đó, các bạn cần quan tâm đến các tiện ích mà các bạn có thể sử dụng, cũng như các mức phí xung quanh mà bạn phải chi trả hàng tháng bên cạnh tiền thuê nhà. Loại phí mà khách thuê cần quan tâm khi lựa chọn một căn hộ chung cư đó là phí quản lý và phí giữ xe. Phí quản lý sẽ được tính trên diện tích sử dụng của căn hộ. Bên cạnh đó, khách thuê cũng nên tìm hiểu những nội quy của tòa nhà, đặc biệt là đối với những bạn có ý định nuôi thú cưng thì việc tuân thủ những hướng dẫn nuôi thú cưng của ban quản lý cũng rất là quan trọng. Ngoài những điều anh Trinh vừa nói thì đối với một dự án chung cư, chất lượng căn hộ vẫn là được điều được quan tâm nhất. Vì vậy, trước khi thuê một căn hộ, các bạn cần lưu ý những điểm sau. Điều thứ hai, khi các bạn đi xem nhà, cần nêu rõ yêu cầu của mình với môi giới về tòa nhà, tầng, view, hướng nhà, phong thủy, style nội thất, ngân sách dự tính. Điều thứ ba, các lưu ý khi đi xem nhà. Các bạn nên đúng giờ, ăn mặc lịch sự để tạo thiện cảm, tin tưởng từ chủ nhà. Từ đó chúng ta có thể dễ thương lượng giá, được ưu tiên hơn. Tiếp theo đó là chúng ta cần ghi chú, chụp ảnh các căn hộ phù hợp với nhu cầu để tránh quên, tiết kiệm được thời gian, tránh xem đi xem lại nhiều lần. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất, đó là chất lượng của căn hộ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Kina. Bạn sẽ giới thiệu cho mọi người cách kiểm tra căn hộ như thế nào nhé. Về việc xem căn hộ thì chúng ta sẽ có hai phần quan trọng. Phần đầu tiên là khi vào một căn hộ, chúng ta phải kiểm tra xem là căn hộ này có đáp ứng đúng cái yêu cầu mà chúng ta đã đưa ra cho môi giới hay không. Nếu mà căn hộ này đã đáp ứng đủ những yêu cầu đó thì chúng ta sẽ tiến đến phần 2, đó là kiểm tra chất lượng nội thất của căn hộ. Để tiết kiệm thời gian và không bị bỏ sót trong quá trình kiểm tra, trước hết chúng ta nên kiểm tra tổng quan về phần cứng, ví dụ như là tường, trần, sàn, các thiết bị điện, nước. Sau khi hoàn tất kiểm tra phần cứng, tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng nội thất trong căn hộ, đồng thời ghi chú, chụp hình, quay video. Việc làm này sẽ có lợi cho chúng ta tại thời điểm trả nhà sau khi kết thúc hợp đồng thuê. Thêm một bí quyết dành cho các bạn khi tìm thuê căn hộ chung cư, đó là lựa chọn một công ty có văn phòng đặt tại dự án, chuyên về cho thuê căn hộ. Với sự hiểu biết rõ ràng về dự án, giỏ hàng phong phú và đa dạng, các công ty này sẽ giúp bạn có nhiều sự lựa chọn về căn hộ và thời gian đi xem căn hộ cũng sẽ linh động hơn rất nhiều. Ngoài ra, thêm một điểm cộng nữa, đó là khi bạn chọn thuê căn hộ tại dự án qua các công ty, các vấn đề phát sinh trong quá trình thuê sẽ được xử lý nhanh chóng và kịp thời bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. VI Property hội tụ đầy đủ các yếu tố trên để trở thành một trong những cái tên mà bạn không thể bỏ qua khi tìm thuê căn hộ chung cư tại dự án Eco Green quận 7. Hãy inbox fanpage hoặc phần thông tin liên hệ bên trên để được trải nghiệm dịch vụ của VI Property các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.